Hello các bạn, đây là nguyên một cái khu vườn này là người ta trồng ớt không nè. Để mình quay cho các bạn cùng xem ha. Nguyên cái farm này là ớt nè các bạn. Nè ớt không nè các bạn. Đẹp quá chừng luôn. Quá trời ớt luôn, nguyên cái chỗ này rộng thênh thang. Đẹp quá các bạn. Đó, ớt nó đang chín nè. Đó, ngay cái khuôn này nè. Đó. Người ta trồng cho mình vô tham quan á, đẹp quá chừng luôn. Khu vườn hoa hướng dương nè các bạn, rất là đẹp luôn. Mâm đẹp á. Xôi. Cái này đâu có ăn được hả chị? Ngộ quá, lần đầu em thấy trái này á. Đẹp ha. Đẹp.
Trái này là ăn nó chát dữ lắm. Mà để cho mấy con sóc nó ăn ha. Trái quá chừng ha, một cây sóc của nó. Sóc hay là chim két nó ăn ha. Mà lên video đẹp quá ta. Nguyên một cây luôn, giống trái cao ha. Dạ. Trái quá chừng trái luôn. Cây hồi nãy anh nói là cái người ở cái vùng gì đó nó đem cái cây này tới trồng. Nè, cái nhánh đằng đây quá chừng luôn nè. Trái đỏ nữa đó. Dạ. À, đẹp quá, lần đầu tiên em thấy cái trái xoài của cái nước gì ta, nước nào nãy cái anh nói mà quên rồi, cái anh hướng dẫn viên anh nói chắc di dân. Nè đây nè, đi lại gần đi chị, lại gần đi. Đẹp quá ta. Đẹp lắm chị. Con chim này ngộ lắm các bạn. Mình thấy mấy con luôn ngay chỗ này nè. Trời ơi, cái mỏ nó màu đỏ đẹp quá ta. Cái mình thì màu xanh. Nó đang ăn cái trái gì. Ăn bông. Đẹp quá. Đó, nó đang bay tới bên kia nữa đó các bạn. Nhiều lắm. Con két này thấy lạ quá ha, cái thân nó màu, cái lông nó màu xanh, cái đầu nó màu đỏ, hai màu rất là đẹp luôn. Dạ. Cũng đâu 4-5 con đó chứ. Ở đây nữa nè. Bên kia nữa kìa chị. Đó, bên kia nữa đó. Dạ. Rồi cái lớp bên trong nữa kìa. Nó dạng ghê ha, nó thấy mình nó đâu có bay đâu. Đây hai con nữa nè. Cái con này chắc người ta nuôi quá. Chuyện cái màu lông nó đẹp luôn á. Mà sao giống giống nhau mà. Em nghĩ, chị nghĩ không phải nuôi hả? Ở trên chị két này này. Lông màu xanh. Cái đầu nó thì màu đỏ đẹp quá. Nó dạng quá ha. Có một con à, đẹp quá. Mình lại cái nó mắc cỡ nữa. Con này thì thân ở dưới của nó màu đỏ, bộ lông ở dưới đó. Dạng ha, nó không có bay. Đẹp quá. Đi đường này đi. Dạ. Đâu rồi?
Đây là You Are My Việt Nam nè. Hello. Đi ăn chè với chị Châu, với chị Sang La, với anh Thomas Quỳnh. Hello Thomas. Hello chị Sang, hello chị Châu. Mấy chị em rủ đi ăn chè buổi tối. Ngày mai chị Châu về lại Sydney rồi. Đây là quán chè ở Sunderland.